bạn, để thử là mình có bị nhiễm Covid hay không. Chứ bữa nay là đi sẽ đi về quê, trước khi về quê là mình sẽ test thử là mình có bị nhiễm Covid gì không. Nếu thôi đi rồi về vẫn thăm con rồi con nó sẽ bị lây nữa. Bệnh này nó cũng khổ lắm. Thì trước khi đi có cái này que que để mình chọc vô lỗ mũi, thì ở đây có một cái ống dung dịch, khi mình chọc xong mình lấy dịch xong mình để vô đây, rồi mình sẽ bỏ vô cái cây này. Sau khoảng 15 đến 20 phút mình sẽ có kết quả liền để cho nó an toàn. Mọi người mình xem nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy cây này ra. Mình sẽ vệ sinh tay rồi cho sạch luôn, mình test mình xong rồi mình sẽ test cho giảm luôn. Sau đó cái mình để vô đây, để vô cái ống dung dịch nha mọi người. Đấy. Cho dung dịch rồi nó mình sẽ để vô cái cây nha mọi người, để vô cây này khoảng 3 giọt. Sẽ có kết quả sau 15 đến 20 phút nha mọi người. Đây, test luôn cho. Đây, mình sẽ tiếp tục
ơi. Cho em test cho em cái nè. Có dịch chứ. Vậy chứ mấy ông bác sĩ ông cũng làm cũng ấy vậy. Sẽ đợi kết quả sau vài phút nha mọi người. Chờ một tí xíu nha, mình sẽ cho các bạn xem.
Đó, sau cái vài phút nãy giờ mình đã test rồi đó mọi người, đây mình sẽ quay cho mọi người xem này nha. Đó. Kết quả nó ra gì nè, mới chỉ có 3-4 phút rồi mà nó hiện lên gì nha mọi người, vì là chứng tỏ là không có bị nha mọi người. Chào các bạn tại đây nha các bạn. Thì nãy giờ mình cũng đã test cho các bạn xem rồi đó. Thì ở đây nó hiện lên ngay chỗ tím vạch C.